Xin chào, hôm nay mình sẽ làm một món đồ uống mới nữa. Là một món đồ uống đặc biệt rất là ngon. Và đây là món rồng đỏ sữa. Đây là rồng đỏ lon. Mình đã để trong tủ lạnh cho rồng đỏ nó được nó đông lại. Nó đông mình để ra ngoài khoảng chừng 10 phút thì cái đông của rồng đỏ nó sẽ giảm ra. Bởi vì khi mình làm với sữa cho nên cái rồng đỏ này nó cần phải đông đá. Có khi mình làm sạch sạch rồng đỏ sạch chứ với sữa cũng ngon. Hôm nay mình sẽ làm với đông đá. Mình để sữa vô ly rồi cái mình cho rồng đỏ đông đá vô. Giờ mình sẽ dầm nước đá ra. Mình dầm nước đá ở trong cái ly ra. Mình cho thêm một ít sữa nữa nha. Rồi mình đổ chừng cho nó vừa thôi, đừng có nhiều sữa quá nó ngọt gắt uống nó ngán. Mình sẽ làm cái lượng sữa và rồng đỏ nó đều với nhau, trộn cho đều lên nha. Rồi xong. Một món sữa và rồng đỏ rất là ngon, tuyệt vời. Nhìn thấy rất là đẹp và hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người ngon miệng. Một ly nước rồng đỏ sữa cho bữa trưa. Làm mát lòng của chúng ta. Chúc mọi người ngon miệng. Chúc thân tâm an lạc. Trí tuệ sáng suốt. A Di Đà Phật. Mình thêm đá bào vô ly rồng đỏ nha. Tại vì sữa với rồng đỏ tất cả đều là ngọt, cho nên mình sợ nó quá nhiều ngọt, mình thêm đá bào vô. Như vậy thì nó sẽ làm cho rồng đỏ với sữa của mình nó vừa ra. Nó không quá ngọt, để cho mình uống nhiều được nó không bị ngán. Rồi xong.